Em gì ơi? Em tên gì và ở đâu tới? Quay mặt lại anh ngắm chút được không? Trong tử vi con gái có mệnh đào hồng, cổ nhân gọi em bằng hai từ nhan sắc. Tử vi của em là một tên tướng cướp, đã đánh cắp trái tim những chàng trai. 16 tuổi đã biết nhớ biết thương ai, 2018 em gặp người tri kỷ. Đã mua được nhà được xe chưa nhỉ? Em sinh ra đã là người cầm quân, mệnh thiên tướng hiên ngang như vị thần, trở thành thủ lĩnh từ khi còn rất trẻ. Hãy chú ý đến cột sống vùng lưng em nhé, không sau này em sẽ rất rất là đau. Cuộc sống em đa sắc muôn màu, nhưng màu em cần nhất là màu chung thủy. Hãy cẩn thận không vướng vào lao lý, bạn bè em không giống em nghĩ đâu. 2024 em sẽ phải đối đầu việc rời xa một người bên cạnh. Tử vi em là người rất mạnh, dám nghĩ dám làm bằng cả trái tim. Anh là Nguyễn Tiến, người chỉ đường em tìm, nên nghe anh không đời em lạc lối.